Đây ạ, các bác hỏi có bộ hát nào rẻ vài trăm nghìn. Các bác rước em này về cho em. Đây là bộ loa này còn là bộ loa hát gia đình, hát phòng nhỏ cho các bác thôi. Nhưng mà hát bất cứ ở chỗ nào cũng được. Đây, em có thể di chuyển cho bác. Chất âm mic echo rất là ấm áp, cực kỳ ấm áp. Em ơi có phải ngoài trời đang mưa? Em ơi có phải trời đã sang đông? Mùa đông xa băng anh đang chờ, mùa đông ái ân anh đang tìm, tìm màu áo cưới cho em. Ấm lắm các bạn, intro rất hay. 990k, 990k các bác có thể hát cấp nơi du lịch gia đình. Có hai tay mic luôn, mic và đều sạc tất, sạc tất. Ok chưa? Sau đây mà Tuấn sẽ giới thiệu chi tiết cho bác. Bộ loa con này nó thiết kế theo kiểu lọc phóng nên là chất âm nó rất là khỏe, dày. Các bác thấy giọng em nói nó không bị phá, không vỡ. Ok chưa? Đấy, các bác có thể tắt chế độ echo thì sau đây mà Tuấn sẽ hướng dẫn các bác nhé, hướng dẫn các bác cách để các bác tắt và bật chế độ echo trên bộ hát này. Bộ hát đây, em gọi là bộ hát đi cho nó dễ nhẹ. Các bác thấy em nó chống rú, chống rít rất tốt khi em mới nói nó gần, rất là gần nhau rồi. Ok chưa? Đây là bộ hát karaoke trong phòng cho các bác. Nói tóm lại là em đã để ở cái phòng khách nhà em đến hơn 100 m² thì vẫn âm ầm, không có gì được. Chất âm rất ấm và dày. Thì sau đây em Tuấn sẽ hướng dẫn các bác nhé. Đây, phía trên tay của bác đây. Đây là công tắc, bác nhìn này. Đây là cái công tắc bật này, bật mic này và tắt mic này. Còn đây là cái volume nhé bác nhé. Bác nhìn này, chỗ này có volume, nó có chữ volume này. Đây là đẩy to nhỏ của mic, to nhỏ của mic này. Đây đẩy to này, to nhỏ mic, nhỏ của mic. Đấy, còn bên này nó có chữ echo, ECH đấy, là vọng, nhại. Bác thích vọng bao nhiêu thì bác đẩy lên hoặc giảm xuống. Hai cái nút này cứ đẩy lên giảm xuống là chỉnh chế độ echo vọng nhại. Còn ở phía đây, phía cuối này các bác này, phía cuối này là có cái rắc cắm sạc. Đây là các bác có thể sạc pin trực tiếp vào đây luôn, sạc để hát luôn ạ, sạc bằng điện thoại luôn, sạc dây để sạc điện thoại luôn, quá quá phù hợp cho bác rồi. Đấy, ở trên một cái bộ này có hai tay mic cho bác như này, hai tay mic, bác nhìn chưa, hai tay mic. Bên này cũng một tay, tay này cũng y như vậy, tay này y như vậy. Em Tuấn nó thử luôn cho bác nhé. Đây lên đấy, em Tuấn nó chưa bật echo đây. Em không bật echo thì là chất âm nó rất là mộc mạc để phát biểu đấy. Còn bên cạnh các bác muốn echo lên thì bác chỉ cần vặn nhé, bác chỉ vặn đây này, bên cạnh có chữ echo này, bác vặn chức năng echo lên đấy, bắt đầu nó vọng vang vang nhạc rất là hay luôn, để làm sao nó phù hợp cho các bác hát karaoke gia đình, hát karaoke độc lập luôn, ngồi đâu cũng hát được, đi đâu cũng hát được, đi xe ô tô cũng hát được, mà đi xe máy cũng hát được, mà tóm lại là đi du lịch cũng hát được, hát mọi chỗ mọi nơi. Đây là cái nhu cầu giải trí của từng cá nhân, từng cá nhân các bác nhé, nhu cầu giải trí của từng người. Chiếc này có mức giá là 990k. Đấy, bác nào có nhu cầu còn nguyên thùng luôn nhé, có nguyên thùng shop hết, đầy đủ phụ kiện cho các bác là gồm có một dây sạc, một cái dây sạc và một cái rắc cắm 3.5. Thôi em Tuấn tắt này. Về phía sau em sẽ giới thiệu về phía sau. Đấy, về phía sau của, bởi vì là báo cáo bác là loa nhiều tiền em nhiều lắm, nhưng mà em muốn là đưa cho các bác đến những cái trải nghiệm, những cái sản phẩm nó chỉ bình dân thôi nhưng đáp ứng rất là hay. Tại sao nó lại hay như vậy? Bởi vì nó thiết kế con loa này đằng sau này hai chữ woofer, có nghĩa là nó xử lý súp rất là dày ở đây rồi, lỗ thông hơi đây. Đằng sau các bác nhìn này, đằng sau em nó có thể cắm thẻ nhớ này, nghe nhạc này, cắm thẻ nhớ nghe nhạc, cắm cả USB để nghe nhạc, đặc biệt là có thể cắm điện thoại, máy tính, laptop, TV vào đây nữa. Các bác có thể cắm TV nhà bác vào đây nhé, TV, điện thoại, máy tính, laptop đều cắm vào đây được. Đây, bên cạnh đây là cổng cắm sạc, đây cắm sạc này DC, có nghĩa là cắm sạc điện thoại vào đây để sạc nạp pin cho con này. Ngoài ra các bác có thể bật tắt luôn này. Đấy, đây là em đã tắt rồi nhé, bật này. Đây nhá, cái nút bật tắt này, có nhìn chưa, bật tắt này, bật đấy, tắt này, ok chưa, bật tắt trực tiếp trên này luôn. Rất là gọn, cái đường kính của con này chiều ngang nó chỉ đến chưa đến 30 cm đâu. Nhưng em cũng không nghĩ rằng tại sao nó lại cho được ra cái chất âm của giọng mình nói nó như vậy mà nó dày như vậy. Đấy, cái đấy thì các em bó tay, cái đấy thì hỏi nhà sản xuất. Đấy bác nhé, hỏi nhà sản xuất, đấy,
Ok chưa bác? Ui chà chà, con này cũng không đùa đâu bác ạ. Đấy cũng hay đấy. Con này là con này là con mắt cú bác nhé. Gọi là con mắt cú đi. Con này giống mắt cú mà. Mắt cú, gọi là mắt cú đi. Con mắt cú này nè bác nhé, đây, cả bộ của nó đây, gồm hai tay mic luôn. Đấy, hai tay mic luôn. Thuê chưa bác? Hai tay mic luôn. Đấy. Bác nhỉ? 990k. Chào bác. Vâng.